COVID-19 tại Việt Nam tiếp tục giảm sâu trong tuần vừa qua. Đây là kết quả của quá trình đẩy mạnh tiêm chủng vaccine COVID-19. Bộ Y tế cho biết hiện đã có hai kịch bản ứng phó dịch bệnh trong tình hình mới. Tuy nhiên, trong thời gian tới, vaccine vẫn là vũ khí chiến lược, là yếu tố quyết định, nền tảng cho phòng chống dịch COVID-19. Việt Nam sắp bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, chuẩn bị SEA Games 31 diễn ra trong tháng 5 này, sẽ có nhiều du khách quốc tế đến với nước ta. Dù COVID-19 đã giảm, hiện đã có trên 10,5 triệu người mắc COVID-19, song những người mắc bệnh nền, suy giảm miễn dịch, người chưa tiêm vaccine, nếu nhiễm COVID-19 vẫn có nguy cơ tăng nặng, tử vong. Chiều 23 tháng 4, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Bộ Y tế cho biết, dịch COVID-19 đang giảm là do tỷ lệ tiêm vaccine cao, nhiều người đã nhiễm. Số người mắc COVID-19 hiện nay chủ yếu triệu chứng nhẹ, nhiều người trong số đó điều trị tại nhà, không khai báo. Hiểu biết về điều trị của người dân ngày càng tăng, nên người dân không sợ COVID-19 như trước nữa. Theo ông Phu, với tình hình dịch hiện nay, Việt Nam mở cửa được hết các hoạt động kinh tế xã hội. Tuy nhiên, quan trọng nhất của mở cửa là phải phòng bệnh, vẫn phải chuyển từ cấm đoán sang quản lý rủi ro. Nếu có rủi ro, phải phản ứng được ngay. Ông Phu nhấn mạnh, muốn kiểm soát được rủi ro, phải luôn theo dõi, giám sát, phát hiện và loại bỏ yếu tố bất ngờ. Mở cửa đồng bộ cũng phải dự phòng đồng bộ, đặc biệt là ý thức của người dân luôn phải phòng bệnh chứ không được buông xuôi thả lỏng. Trong biện pháp chống dịch thì vaccine vẫn là vũ khí chiến lược. Nguy cơ xuất hiện các biến thể mới có thể giảm động lực hoặc kháng lại vaccine. Dù nhiều người đã mắc COVID-19 hoặc tiêm chủng nhưng kháng thể giảm dần theo thời gian, vì vậy vẫn cần phủ rộng vaccine cho những đối tượng nguy cơ cao trong tình hình mới. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai tiêm chủng mũi 3 để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. Cùng với đó, hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trong tháng 4, đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, nhập khẩu và phân bổ vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, hoàn thành việc tiêm chủng trong quý 2 năm 2022 để đảm bảo an toàn cho trẻ trong kỳ nghỉ hè và chuẩn bị cho năm học mới. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 đang đến rất gần. Theo chuyên gia, quan trọng là ngành y tế phải theo dõi giám sát, bởi nếu không theo dõi đánh giá nguy cơ, khi xảy ra yếu tố bất ngờ là không kịp trở tay. Bài học từ đợt dịch thứ tư là ví dụ, do chủng mới Delta khó dự báo nên không đáp ứng kịp dẫn tới lây lan mạnh và tử vong cao. Vì vậy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu nhấn mạnh không bỏ lời dự phòng và theo dõi chủng mới. Nếu xuất hiện thêm các biến chủng mới và vaccine đang sử dụng không có hiệu quả nữa thì rất nguy hiểm. Do đó, theo dõi để không bất ngờ là quan trọng nhất, khi có rủi ro là phản ứng được ngay. Chuyên gia cũng khuyến cáo từ bài học thành phố Hồ Chí Minh, người dân vẫn phải đề phòng, không thể coi COVID-19 là bệnh không nguy hiểm mà chủ quan đặc biệt người già người có bệnh nền người chưa tiêm vaccine thì phải cẩn trọng khi đi du lịch tham gia các hoạt động tập trung đông người và gia đình phải phòng dịch bệnh cho họ